Magic của bạn ở đâu trong cái giai đoạn dating này? Magic của chính mình không đến từ việc bạn self love đâu, nó không đến từ cái hình ảnh bên ngoài bề nổi đấy là 3 giờ chiều chủ nhật bật nến lên bạn nằm trong bubble bath bạn hả hoa hồng vào để bạn ngồi bạn journal đâu, nó cũng không đến từ việc là sáng sáng là bạn thiền định bỏ ra 3 tiếng bạn thiền rồi mirror work bản thân hay ôm bản thân hay là nhảy bản thân hay yoga bản thân nó không đến từ những cái checklist như vậy nó không đến từ cái bên ngoài và hình thức nó phải đến từ cái cốt lõi bên trong là cái cốt lõi đây là gì một trong những cái cô gái mà có một cái magic nhiều nhất đấy là đến từ cái sự thể hiện tự nhiên nhất đến từ cái sự thể hiện tự nhiên nhất đấy nó phải đến từ cái mối quan hệ giữa bạn với bạn một cái ví dụ đơn đơn giản thôi hôm nay em thấy gì hôm nay em cảm thấy gì khi mà bạn nói chuyện một ai đó khi mà bạn nói chuyện với một cái người mới hẹn hò với bạn đấy chẳng hạn hay là ước mơ của em là cái gì lúc đấy không thể lục 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 lại xem cái đoạn podcast đấy chị mai nói như thế nào nhỉ hay là xem cái đoạn recording đấy người ta nói script như thế nào nhỉ để trả lời cho nó hay không thể mà nó phải đến tự nhiên như hơi thở bởi vì bạn đã có cái những cái cuộc đối thoại như thế với bản thân mình rất là lâu rồi ở đây có bao nhiêu cô gái vẫn trong vô thức chờ một ai đó đến hoặc là kiểu check zalo check tin nhắn liên tục chỉ trong vô thức chờ một ai đó nhắn tin hỏi hôm nay em cảm thấy gì giấc mơ của em ngày hôm nay là gì chờ những cái cuộc đối thoại chạm tin chờ những cái cuộc đối thoại mở rộng và chờ được công nhận được cái giấc mơ của mình và quên đi mất là chính mình phải có những mối quan hệ đấy với mình đã bạn đã dream up những cái điều đấy với bản thân chưa Bạn đã thực sự dành không gian và thời gian Để ngồi nghiền nhẫm Tìm hiểu xem bản thân mình đã có được Cái ước mơ gì lớn hơn Cái dự định nhiều hơn Cái cái trái tim của mình nó đẹp đến đâu chưa Mình có mong ước giúp đỡ những đứa trẻ Ở trên vùng cao như thế nào Hay là mình có những cái hoài bão Bay xa như thế nào Hay là mình có cái sự đam mê và cái sở thích Với cái điều gì và vì sao như thế Mình đã thực sự ngồi và tự nhiên Nói ra bản thân mình những cái câu nói đấy chưa hay là mình vẫn đang chờ những người đàn ông đến để có cái cuộc đối thoại đấy và chờ họ hỏi những câu hỏi thú vị vì một trong những cái điều mà các bạn ở trong cái khóa học online dating game venture của mai có vấn đề nhiều nhất chắc hẳn đây đều có là em càng muốn hy vọng thu hút những cái anh chàng có cam kết có khả năng tài chính có sự nghiệp tốt it rồi siêu các thứ vân vân anh ấy nói chuyện chán lắm họ nói chuyện chán hay là bạn đang chưa thực sự có những cái cuộc đối thoại với chính bản thân bạn một cách thú vị nhất mà mối quan hệ giữa mình với chính mình đấy chỉ qua cái cách nói chuyện mình thôi nó chỉ là mới là một yếu tố thôi. Nếu bạn cảm thấy yêu thích bản podcast này, đừng quên chia sẻ lại và nhớ tag tên TikTok Mai Vũ Coach ở tại bài viết nhé.